Anh ơi, ung thư nó có triệu chứng gì ạ? À? Hay em bị rụng tóc không biết có phải ung thư không? Mong anh Jeff. Chả phải ung thư đâu, mà kể cả mình có cái bệnh gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến từng cái tế bào của mình cũng như là tóc của mình đúng không? Đấy, chính vì thế mà cái việc em lo lắng ấy, cái chính cái việc đấy nó sẽ làm cho cái tóc của em mau rụng và rụng nhiều hơn đấy. Chính vì thế đừng có lo lắng. Nếu như mà sờ lên tóc ấy mà quẹt một đường này hay dùng lược chải hàng ngày ấy, mà nó ra khoảng tầm 2 đến 30 sợi ấy, thì em nên đi thăm khám đấy, vậy thôi. Hoặc là cũng có thể xem là gia đình nhà mình em có ai có gen hói không. Nếu như bố mẹ ông bà của mình có gen hói, tức là hay bị rụng tóc sớm ấy, thường thường cái phần trán, phần trên đỉnh nó sẽ rụng nhiều nhất đấy, thì nó sẽ hói có cái gen đấy rồi ấy, thì nó cũng là một chuyện bình thường thôi đấy. Hoặc là xem trong cái quá trình mà mình sinh hoạt, tức là mình có hay chơi game thức đêm gì không, hay có hút thuốc hay là uống rượu nhiều không đấy, mình hạn chế những cái đấy đi, vậy thôi. Hoặc là cũng có thể có những cái tóc ấy nó rất là dễ dễ bị rụng, cái chân tóc nó yếu ấy. Chính vì thế mà khi anh em gội đầu ấy, gội bằng cái thịt thì thôi đừng gãi bằng móng nhé, gãi mạnh quá là cũng nó cũng sẽ rụng hơn nhiều với bình thường đấy, đối với những cái chân tóc yếu. Còn anh không biết thực sự tóc của em như nào, nhưng mà mình cứ hạn chế mình gội bằng cái thịt này thôi đấy. Còn cái vấn đề mà anh em phải hiểu ấy, từng cái tế bào của người mình này hàng ngày nó vẫn thay đổi nó là một cái vòng luân hồi. Tóc của mình thế nó rụng thì nó sẽ có những cái tóc mới nó mọc lên đấy, chính vì thế mà lúc nào trên tóc của mình nó cũng có tóc rụng, kể cả một cái người nó khỏe mạnh bình thường nhất có thể thì tóc vẫn rụng đấy. Nhưng mà anh em cứ lật cái tóc ra mà thấy cái tóc của mình nó vẫn lên tóc con là ok rồi nhá đấy. Còn nếu mà nó không lên tóc con mà nó cứ rụng suốt mà nó không lên tóc con ấy thì là out rồi đấy, phải đi thăm khám ngay nhá. Đấy, vậy thôi. Đấy, còn nếu mà em cứ bỏ ra tay mà em dùng được hay em dùng tay mà em vuốt mà nó ra cả lắm, cả 20-30 sợi thì em nên đi tham khảo ý kiến của bác sĩ nhá. Đấy, còn anh nghĩ là em không nên lo lắng. Chính cái lo lắng đấy sẽ làm cho em rụng tóc chứ không phải là cái ung thư đâu nhá.